bây giờ sẽ là nghề nghiệp tương ứng với số tiền. Xin mời. Thợ làm bánh. Nếu như hai người chơi vẫn còn chưa hiểu nhiều về khái niệm thợ làm bánh, hãy nghe trợ lý của chúng tôi giải thích. Nói về nghề nghiệp này thì như chúng ta cũng đã biết, những chiếc bánh nó rất là quan trọng đối với lại một chiếc xe. Nếu như không có bánh làm sao chiếc xe có thể lăn bon bon trên đường. Vì vậy thợ làm bánh xe là đoàn một người thợ rất là tỉ mỉ. Thợ làm bánh là người ta đang nghĩ tới cái bánh để ăn á. Bánh để ăn à, bánh bông lan, rồi bánh thuồng, rồi bánh in, rồi bánh kem, rồi này kia. Các anh chị cứ hiểu đúng như những gì mình đã hiểu đi. Còn coi như là chúng tôi chưa nói hay rồi. Hay là thợ làm bánh xe thiệt. Một trong ba khách mời còn lại ở đây thì các anh các chị lựa chọn ai tương ứng với nghề? Anh có thể nào là số 2 không ta? Tại hồi nãy cái tay của bạn đó, cái em nói đó, cái chi tiết mà cắt gọn móng tay đó là thường mấy người nấu bếp người ta không có để móng tay. Tại để móng tay nó sẽ gây cái việc về vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Anh nghĩ sao? Thôi lần thứ anh nghe em rồi, hai rồi, số 2 hoài à. Không, không phải số 2 hả? Giờ sao nè, em nghi là số 2 với số 5 á. Tại vì cái anh số 1 anh ngầu quá ha. Anh không có làm bánh đâu. Số 5 đi. Số 5 hả? Nếu anh chọn số 5 em cũng nghĩ số 5 nha. Tại vì số 5 cái người cũng nở nở nang nang giống số 2. À, đội em chốt số 5 ạ. Rồi. Số 5. Để tránh gây ức chế tinh thần cho người chơi, sau khi người chơi đã chốt, bây giờ tôi mới hỏi trợ lý của mình. Trợ lý. Dạ. Theo em thì sẽ là số mấy? Số 5 chắc chắn không phải là thợ làm bánh. Tại sao? Bởi vì số 5 là một người, em có cảm giác là một người có thể là, như mọi người đã thấy, cảm giác ngay từ đầu là một diễn viên hay là một MC gì đó. Cảm thấy rất là hoạt ngôn, đẹp ha, hoạt nhìn náo, có nghệ thuật. Đúng rồi, và rất là tự tin. Nào, hãy cùng xem số 1 hay số 5 và cũng có thể là số 2 thì sao? Kết quả. Đừng nói mình sai nữa, là hai lần mình sai. Là tới gần coi được không? Tới gần coi được không? Không, đứng ở đây thôi. Tới gần coi đi. Anh tới đi, anh tới đi, em đi. Tới đi. Tôi nghe bản không? Trời ơi, chào em. Chắc là hai mấy năm học thợ làm bánh. Em là thợ làm bánh mà xem đẹp quá vậy. Dễ thương. Nhưng quan trọng là gói tiền thưởng số 1 ở trong đó là mệnh giá bao nhiêu? 25. Xin mời. 15 triệu. Yeah. Vậy là chúng ta có được bao nhiêu rồi? 20 triệu. Mỗi đứa 10 triệu. Nào, hãy cùng chào đón vị khách số 5 đến lên trên. Anh có thể giới thiệu thêm cho khán giả biết về mình. Xin chào mọi người, em tên là Trần Đông Hưng. Cộng đồng mạng hay kêu em là Bo Bánh Bao. Và nghề nghiệp hiện tại của em là làm một thợ bánh kem. Bánh kem. Ồ, tại sao gọi là Bo Bánh Bao mà không làm bánh bao mà làm bánh kem? Thì như chị cũng thấy đó, thì ba má em có dến vô trong mặt em hai cái bánh bao thịt đó. Thì với lại có một thời gian là mọi người đi đâu cũng gặp em cầm cái bánh bao hết á. Tại vì nó cũng là một món yêu thích của em. Nên là từ đó thì cái tên nó ra đời. Vậy là nghề gia truyền. Vậy thì ai đã xô đẩy em vào thẳng cái bánh kem như thế này? Dạ chị Ngọc ạ. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Dạ thật ra đây là cái người quen của em nãy giờ đứng cứ nhấp nháy nhưng mà không biết em làm nghề gì đó mọi người. Dạ thì đúng là chị em có biết nhau, nhưng mà biết nhau cách đây là 4-5 năm rồi. Lúc đó em là vai trò là diễn viên, còn Hưng á là làm giống như là trợ lý trong đêm diễn vậy đó. Anh là để phục vụ về đạo cụ, cảnh trí, phục trang cho tụi em. Dạ đúng rồi, từ cái giai đoạn mà Hưng nghỉ làm ở sân khấu em á thì đến bây giờ thật sự em gặp lại Hưng em không biết Hưng làm nghề gì nha em. Nó chắc là em không biết. Đề nghị hủy kết quả lần này. Tại vì em có chắc là em cũng không ngờ là có chị ở đây và chị cũng không biết em đâu ạ. Dạ. Lúc mà em đứng ra em nhìn chị em cũng hơi hết hồn, nhưng mà em phải nghiêm. Sao em hết hồn? À không, em nhìn chị kia chứ chị thì em thấy vui. Tự nhiên chị bước ra nhìn chị hết hồn. Chị không, em gặp chị em mới hết hồn. Rồi bây giờ là lúc tôi rất là muốn bạn thể hiện cái tài năng của mình. Thì không biết là trên sân khấu này bạn có cách nào để thể hiện cái tài năng làm bánh của mình không? Tại vì do rất là nhiều hoàn cảnh nên là em không có thể làm ở đây được. Tại không, em cứ làm đi. Em cứ làm đi. Tại chị đợi được. Ý anh ăn, em làm anh ăn. Đúng rồi, bao nhiêu tiếng em không làm, nhưng mà bây giờ em hát em tặng chị chịu không? Chịu luôn. À, nghề nghiệp của em là làm bánh kem nhưng em muốn hát. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì nó liên quan á. Không, chút em hát đi, nó sẽ có sự liên quan chị.
Okay. Tự nhiên chị mỗi vậy tổ. Là mọi người mua bánh của em là vì em hát hay hay là vì bánh ngon? Dạ tại em đẹp trai. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Bo bánh bao. Quen em, anh đã biến vui rồi vì những lúc tháng nghe em cười. Hay quá. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây trao em rồi, em yêu kiều thương tha cho hôn đắm say, cuộc tình ngỡ dài lâu ngủ sâu vòng tay em anh. Em nào biết, em nào có ngây. Hạnh phúc trôi qua tay giật mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn. Lời yêu, lời thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Làm bánh cho em. Em giận anh lắm luôn, thật sự. Em trao cái hoa bóng đó cho anh mà anh nở lần nào. Anh, bởi vì anh không thích bóng lắm. Nhưng mà em có mục đích của em. Mục đích của em là gì? Tại vì á, hai cái hoa này á thì em dành cho hai anh, nhưng mà cái hoa đẹp nhất bên trong này em sẽ lấy ra thì dành cho hai chị. À thế thì được rồi. Rồi. Đồ ăn là giả đồ ăn. Nào, mời em. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Xin cảm ơn. Ồ, cái bánh kem này nhìn lên là hình như là số 6. À, cái này là logo của chương trình à? Là tượng trưng là cho chương trình là giác quan thứ 6. Dạ đúng. Thì có những người làm về chương trình thì mới được ăn thôi, còn khách mời có làm gì dạ, đâu. Dạ vâng ạ. À, đúng không em? Dạ, ủa đúng rồi, rồi cảm ơn em dạ, nha. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Ủa? Được rồi chị. Vậy chị làm như vậy. Chương trình chị, cái này là cho chương trình. Cho chương trình đó. Dạ đúng rồi, mình diễn viên ạ. À, dạ MC. Chương MC là của chương trình. Chương trình ở đây ai gồm có chị? Các anh quay chị? Phim có đạo diễn, có anh em âm thanh ánh sáng, có cả những người làm hậu kỳ hậu đài. Đúng. Vì còn... thế trời ơi. Vì thế tôi yêu cầu trợ lý mang cái bánh về đặt ở bàn cho tôi. Rất là thơm luôn. Nghi thức rước bánh nè. Mang ra đây. Đem cái bánh di truyền về đây. Rồi đem cái bánh di truyền về đây. Rất đẹp và đầy ý nghĩa. Thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn Bo đã đến đây và mang theo một món quà dễ thương như thế này. Chúc em sẽ làm thêm nhiều những chiếc bánh trong những dịp đầy ý nghĩa cho tất cả những khách hàng của mình. Cảm ơn em, hẹn gặp lại.